áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với văn mẫu lớp 6 để mình phân tích hình tượng người anh hùng thành sóng. Mời các em đi vào bài mẫu số 1. Trong truyền thuyết cùng tên, Thánh Sóng là đại diện tiêu biểu của người anh hùng chống giặc ngoại xâm trong lòng nhân dân ta. Chàng được sinh ra từ một người mẹ nhân dân nghèo. Điều này chứng tỏ Sóng sinh ra từ nhân dân. Do nhân dân nuôi dưỡng, Sóng đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc của nhân dân. Sức mạnh của Sóng không chỉ tượng trưng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân, đó còn là sức mạnh của sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Bằng cả vũ khí thô sơ như tre và hiện đại như roi sắt, từ truyền thống đánh giặc cứu nước, nhân dân ta đã thần thánh hóa những vị anh hùng trở thành những nhân vật huyền thoại, tượng trưng cho lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi bên cạnh giá trị biểu tượng. Tác phẩm cũng có một số sự thật lịch sử thời kỳ lịch sử được phản ánh trong tác phẩm là thời đại Hùng Vương, trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa mà người dân Văn Lang đã tạo nên cả một nền văn minh rực rỡ, đồng thời cũng luôn luôn phải chống giặc ngoại xâm phương Bắc để bảo vệ đất nước. Bên cạnh việc cấy trồng lúa nước, nhân dân thời bấy giờ đã có ý thức chế tạo vũ khí chống giặc từ chất liệu kim loại, bằng sắt. Truyền thuyết cùng phản ánh trong công cuộc chống ngoại xâm từ xa xưa, chúng ta đã có truyền thống huy động sức mạnh của cả cộng đồng, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc. Mời các em đi vào bài mẫu số 2. Thánh Sóng nằm trong hệ thống các truyền thuyết thời kỳ Hùng Vương, nói về quá trình dựng nước và giữ nước và dân tộc. Trong truyền thuyết nổi bật lên là hình tượng người anh hùng Thánh Sóng với sức mạnh đã kiên cường anh dũng đánh giặc ngoại xâm. Nhân vật này cũng đại diện cho tinh thần đấu tranh quật khởi của dân tộc ta trước giặc ngoại xâm xâm lược, là một người anh hùng với sức mạnh phi thường. Bởi vậy sự ra đời của Thánh Sóng cũng rất khác thường. Không phải được mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, mà Sóng được mẹ sinh sau một lần ướm thử vào vết chân lạc, mang thai đến 12 tháng sau mới hạ sinh ra Sóng. Không dừng lại ở đó, Sóng sinh ra khôi ngô tuấn tú nhưng đã lên ba mà vẫn đạch đâu ngồi đó, không biết nói cũng chẳng biết cười. Có lẽ đây chính là dấu hiệu của một con người phi thường. Tiếng nói đầu tiên của Sóng cho thấy ý thức và trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh dân tộc ấy là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Qua tiếng nói của Sóng, các tác giả dân gian đồng thời gửi gắm tinh thần ý thức đánh giặc cứu nước của dân tộc ta. Thánh Sóng ăn không biết no, quần áo vừa mặc xong đã chật. Gia đình Sóng không còn đủ sức nuôi con, bởi vậy bà con hàng xóm đã góp gạo cùng gia đình Sóng để nuôi lớn cậu bé. Sóng lớn lên bằng sức mạnh, bằng tình yêu thương và sự đoàn kết của dân làng. Sức mạnh của Sóng là sự tổng hợp sức mạnh của dân tộc ta. Thế giặc ngày càng mạnh, khi giặc đến gần, Sóng vươn vai biến thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Sóng mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt và nhảy lên mình ngựa phi đến chủ Sóng. Với sức mạnh phi thường của mình, Sóng đã đánh dẹp hết lớp này đến lớp khác. Dù roi sắt gãy cũng không làm Sóng nản chí, Sóng nhìn ngay những bụi tre bên đường để đánh đuổi giặc. Trước sức mạnh Sóng, giặc hồn tan cách lạc, chẳng mấy chốc đã bị dẹp hết. Người anh hùng Thánh Sóng đã làm nên chiến công thần kỳ, đó là đem lại tự do hòa bình cho dân tộc. Ở đó còn sáng ngời về nhân cách, không tham lam danh vọng bổng lộc. Sau khi dẹp giặc, Sóng bay về trời. Đồng thời chi tiết này cũng thể hiện sự bất tử của Sóng trong lòng mọi người. Mời các em đến với bài mẫu số 3. Nhân dân ta, dân tộc ta luôn tự hào về tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bất khuất kiên cường của mình. Cùng với niềm tự hào ấy, chủ đề này đi vào văn học và mang đến cho độc giả nhiều bông hoa đẹp. Thánh Sóng là chuyện dân gian thể hiện rất tiêu biểu và độc đáo chủ đề này. Chuyện kể về ý thức và sức mạnh đánh giặc có từ rất sớm của người Việt cổ. Thánh Sóng có nhiều chi tiết nghệ thuật hay và đẹp, chứng tỏ tài năng sáng tạo của tập thể nhân dân ở nhiều nơi, nhiều thời. Câu chuyện đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước và bảo vệ truyền thống anh hùng dân tộc qua các thời đại cho đến ngày hôm nay. Nhân vật chính của chuyện, Thánh Sóng có một sự ra đời thật kỳ lạ.
Tục truyền đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Tống có hai vợ chồng ông lão dù đã già nhưng chưa có được một con nào. Vợ chồng ông cảm thấy rất buồn lòng. Một hôm, bà vợ đi ra đồng, trông thấy một vết chân to, đành ướm thử. Kỳ lạ thay, từ sau lần ướm chân đó, bà có mang. Và kỳ lạ hơn nữa, bà thụ thai đến 12 tháng mới sinh con. Bà sinh ra một cậu bé khôn ngô, tuấn tú, nhưng cậu bé ấy cũng là một cậu bé kỳ lạ. Khi hằng ngày không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, chỉ biết đặt đâu nằm đấy. Xuất thân của Sóng bình dị nhưng khác thường, kỳ lạ. Sóng cứ thế lớn lên, không nói, không cười, làm cho ông bà lão vô cùng lo lắng, phiền lòng. Thế mà chỉ khi nghe tiếng sứ giả kêu gọi mọi người đánh giặc cứu nước, thì đột nhiên Sóng lại cất tiếng nói. Chả là lúc bấy giờ giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta, vì thế giặc Mạnh nên nhà vua sai sứ giả đi tìm người tài giỏi. Khi đó, Sóng đã bảo với mẹ rằng, mẹ ra mời sứ giả vào đây. Khi sứ giả vào, cậu bé đã bảo với sứ giả về tâu với nhà vua, sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này. Cả mẹ và sứ giả đều ngạc nhiên vô cùng. Như vậy, lời nói đầu tiên của Sóng là tiếng nói đòi đánh giặc, tiếng nói yêu nước. Điều này chứng tỏ rằng khi có giặc ngoại xâm thì tất cả mọi người đều phải đáp ứng lời kêu gọi của Tổ quốc. Sau khi gặp sứ giả, Sóng ăn nhiều, nuôi không xuể, cả làng đều góp gạo giúp mẹ Sóng nuôi cậu. Từ đó, cậu lớn lên nhanh như thổi, trở thành một tráng sĩ cường tráng. Sóng là tượng đài bất hủ về sự trưởng thành vượt bậc, về hùng khí, tinh thần của dân tộc trước nạn ngoại xâm, thể hiện sức sống mãnh liệt của dân tộc mỗi khi gặp khó khăn và tinh thần tương thân tương ái trong lúc khó khăn. Chi tiết bà con góp gạo nuôi Sóng chứng tỏ Sóng lớn lên bằng thức ăn, đồ mặc của nhân dân, được nuôi dưỡng bằng những cái bình thường giản dị. Sóng là con của nhân dân, nhân dân cũng là những người rất yêu nước, ai cũng mong Sóng lớn nhanh để ra trận giết giặc. Chẳng bao lâu sau, nhà vua đã chuẩn bị xong cho Sóng các vật dụng mà cậu bé yêu cầu. Cậu bé vươn vai vùng dậy, bỗng nhiên biến thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Sóng cười ngựa sắt lao đi đánh giặc. Sóng đánh giặc không những bằng vũ khí mà bằng cả cỏ cây của đất nước. Lúc soi roi sắt gãy, Sóng đã nhanh trí nhổ giặc tre cạnh đường mà quật vào giặc. Tinh thần đánh giặc của cậu bé thật kiên cường, quyết chiến quyết thắng, xông thẳng vào giặc mà đánh. Vì vậy giặc nhanh chóng tan rã. Sau khi diệt giặc xong, giặc Ân xong, Sóng nhanh chóng bay về trời. Đây là sự ra đi thật kỳ lạ mà cũng thật cao quý, chứng tỏ Sóng không màng danh lợi, đồng thời cho chúng ta thấy thái độ của nhân dân ta đối với người anh hùng đánh giặc cứu nước. Như vậy cô vừa kết thúc 3 bài văn mẫu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.